Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với series API và Postman cho tester của mình ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học đầu tiên, cũng là bài học cơ bản nhất, là khái niệm về API. Thì các bạn có thể lên trên Google Search thì sẽ thấy rất là nhiều các cái khái niệm về API khác nhau. Và nó cũng là một cái khái niệm khá là trừu tượng và khá là rộng. Thì ở đây mình sẽ gói gọn cái phạm vi của nó ở trong cái ngành nghề kiểm thử phần mềm. Thì mình sẽ đưa ra những cái khái niệm mà nó mang tính gọi là gần gũi nhất và dễ hiểu nhất, kèm theo các cái ví dụ để cho mọi người có thể hình dung được là API nó là cái gì. Thì đầu tiên, API là viết tắt của Application Programming Interface. Dịch thô nó ra thì có nghĩa là giao diện lập trình ứng dụng, đúng không nhỉ? Thì cái từ giao diện ở đây chúng ta hiểu nó không phải là cái bề mặt mà ta có thể nhìn thấy được, giống như là trên cái giao diện màn hình máy tính thì mình có thể nhìn thấy được, đúng không? Nhưng mà cái từ giao diện ở đây nó khác. Cái giao diện ở trên màn hình máy tính là ở chỗ là nó là cái giao giao thức để giúp cho hai ứng dụng có thể giao tiếp được với nhau. Ví dụ như cái giao diện ở trên màn hình chúng ta thấy thì là do giữa human, con người và máy móc giao tiếp với nhau, đúng không? Thế còn cái từ giao diện ở đây nó không phải là để chỉ sự giao tiếp giữa đối tượng là con người và máy móc, mà là nó là chỉ cái sự giao tiếp giữa hai thiết bị máy móc với nhau hoặc là hai ứng dụng với nhau ấy. Thì ở đây mình có hiểu nôm na thì API đó là một phương tiện có thể giúp cho hai cái ứng dụng hoặc là hai phần mềm có thể giao tiếp và trao đổi thông tin được với nhau. Thì một cái ví dụ đầu tiên, cũng là một cái ví dụ rất là kinh điển, đó là khi bạn tưởng tượng mình là một vị khách đi vào nhà hàng và trên tay bạn đang cầm một cái menu để chọn món. Thì lúc này bạn cần phải làm đó là chọn ra những cái món mà bạn muốn order, đúng không? Đấy, và cái danh sách các cái món này sẽ cần được chuyển tới nhà bếp để họ làm. Và đồ ăn mà sau khi được nhà bếp làm xong rồi ấy, thì lại lại cần phải chuyển lại ngược về cho bàn của bạn, đúng không? Đó, và khi đó chúng ta sẽ có cái sự xuất hiện của cái người bồi bàn, sẽ là người đứng giữa chúng ta và cái người làm bếp. Thì cái người này sẽ mang order của bạn tới nhà bếp và sẽ chuyển ngược lại đồ ăn từ nhà bếp ra bàn cho bạn. Đấy. Thì liên hệ và ta sẽ thấy ngay được rằng là người khách hàng và nhà bếp, ví dụ là hai cái hệ thống phần mềm khác nhau đi, và cái người bồi bàn, cái người waiter hay waitress thì là phương tiện để hai bên có thể giao tiếp được. Và lúc này cái người bồi bàn nó sẽ đóng vai trò là API. Một ví dụ thứ hai đó là hai cái thiết bị điện tử muốn giao tiếp với nhau, ví dụ như là một cái máy tính và một cái màn hình. Đấy, và hai cái đối tượng này mà muốn kết nối giao tiếp được với nhau thì bạn cần phải có dây nối, đúng không? Và cái dây nối đó chính là API đấy. Để cho máy tính và màn hình có thể kết nối được với nhau thì bạn phải dùng đúng cái dây, đúng cổng. Đấy, thì ta sẽ hiểu là cái dây nối đó sẽ là ngôn ngữ chung của hai thứ máy tính và màn hình để giúp cho màn hình nó có thể show ra được những cái mà máy tính nó mong muốn, đúng không? Và một cái ví dụ cuối cùng nó sẽ gần gũi nhất và nó sẽ liên hệ trực tiếp đến cái việc hệ thống phần mềm mà chúng ta làm đấy. Đó là cái hệ thống đặt xe ôm Grab chẳng hạn. Thì sẽ có hai cái ứng dụng là cái app tài xế và app của khách hàng ấy. Thì các bạn đặt xe Grab thì cái app của các bạn sẽ là app khách hàng, đúng không? Thì lúc các việc các bạn cần làm khi mà đặt một cái chuyến Grab thì đó là bạn phải chọn cái thông tin điểm đón điểm đi ở trên cái app đó, và hệ thống sẽ tự động tính cái giá tiền và sẽ nhờ cái API để chuyển những cái thông tin đó để hiển thị được trên trên app của tài xế. Nó hiển thị những cái thông tin như là điểm điểm đón điểm đi, giá tiền, hay là tên của bạn, số điện thoại của bạn này, vân vân, thì nó sẽ được hiển thị trên cái app của tài xế. Mặc dù ông tài xế ông không không chọn cái điểm đi điểm đến mà bạn là người chọn, đúng không, nhưng mà nó vẫn có thể giúp cho tài xế nhìn thấy được cái điểm đi điểm đến mà bạn là người chọn, mà trên app của tài xế họ không liên quan gì cả. Thì nhờ như vậy thì tài xế có thể nắm được cái quãng đường của khách hàng đi và điểm đón để đến đón khách hàng, đúng không, và số điện thoại của khách hàng nữa để có thể liên hệ với khách hàng đấy.
Thì hiểu nôm na API nó là như vậy. Đấy, thì buổi học đầu tiên này của chúng ta chỉ đến đây thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi lần sau.